Rồi ba mẹ ba bà cháu chụp hình kìa. Hôm nay sáng sớm mình đi ra nhà thờ các bạn. Hôm nay là lễ thỉnh sức của đứa con gái lớn của mình, là đứa mặc áo dài trắng nè. Bà nội từ ở bên Connecticut qua để dự lễ thỉnh sức. Nhưng mà bây giờ sáng sớm mình chỉ gia đình đi ra ngoài nhà thờ chụp hình trước. Tại vì có cái ở trong nhà thờ đó, họ có sắp xếp người để chụp hình cho gia đình. Mình đi ra mình chụp hình trước, tới 2 giờ thì mới tới bắt đầu lễ nhà thờ lận. Bà nội cũng mặc áo dài màu đỏ luôn, rất là đẹp. Còn con gái mình áo dài màu trắng. Rồi bây giờ mình đi nha. Rồi mẹ đeo bông vô đi. Ai đeo cho mẹ? Không biết. Đó mẹ đâm vô coi chừng đâm lủng cái da. Thiên Đan đeo cho bà nội đi. Thiên Đan, bà nội tự đeo luôn á. Mấy đứa kia nó selfie ở dưới chụp hình nữa. Đó, bà nội đeo đi. Này bà nội đẹp quá mà. Nam tả nữ hữu, con có phải mang bên phải. Nam tả nữ hữu mà bà nội sọt qua bên. Bên phải. Tại vì bà đã biểu rồi. Xong cái ghế gì mà nó ngã ngửa lên. Leo lên là phải nằm. Ai cho con làm sao? Trong xe mình bây giờ là có 6 người, thêm bà nội nữa, gia đình là 5 người, bà nội nữa là 6. Có anh tài xế luôn nha. Ok. Trời hôm nay âm u lắm các bạn. Hôm nay là trong thời tiết báo là trời mưa. Buổi sáng hôm nay không có nắng nè, trời mưa lâm râm nữa, để cái kính xe nó có mưa rồi. Thì sẽ chắc là, nhưng mà chụp hình ở trong không có sao hết á, chụp hình chút xíu rồi gia đình đi về, rồi tới chiều quay lại á, thì mình sẽ có lễ nhà thờ. Hôm nay lễ sáng, nhưng mà mình không đi lễ sáng, mình sẽ đi lễ chiều. Lễ chiều là 2 giờ, nhưng mà gia đình sẽ tới sớm, họ bắt gia đình tới sớm, tới trước. Thấy không, các bạn thấy trời âm u. Ký giấy tờ gì không? Đó, mấy đứa nhỏ tự sướng ở dưới á, chụp hình rồi ôm sập ở dưới kìa. Không, sửa mấy cái hình cho gửi qua mẹ coi. Rồi mình tới nhà thờ rồi các bạn. Ở trong đó thì đang có lễ nhà thờ. Ở ngoài trời âm u. Lễ ôi đậu xe túi ở ngoài luôn á hả? Hình như là có chợ chùm hổm ở đây vẫn còn á. Trời âm u nhưng mà vẫn có chợ chùm hổm nè. Chợ chùm hổm của nhà thờ La Vang á các bạn. Nhưng mà đậu ghế được. Mình bây giờ anh vô anh đậu xe. Là mẹ muốn đi chợ gì bên đây không? Không. Đi chợ hay qua gặp cô Thanh. Có người quen bán ở trong chợ nè. Nói tiếng chợ thôi nhưng mà họ bày ra bán giống như ở Việt Nam á các bạn. Bày ra bán giống như vậy nè. Đi lễ rồi. Ta đi lễ thì ai bán thì ngồi bán thôi. Đó có người dân họ gần đây á thì họ ra họ mua. Cô Thanh kìa mẹ. Cô Thanh ngồi nè. Đó. Bây giờ chưa đi lễ chưa ra. Thôi nhiều khi gặp bà. Ở trong cái trong nhà thờ người ta đi lễ, chưa lễ chưa ra. Mà ở đây thì có chợ. Để dù che nữa, nếu như lợi bởi trời mưa. Có bán cây cối luôn, rau, hải sản. Có chút xíu phỉnh nhỏ đó thôi à. Bên này thì lễ nhà thờ bên đây. Bữa linh đài mới vô, chưa vô được. Có anh nói lễ em ăn. Vậy là hôm nay mình đi mình bị hớ hả? Hồi bữa là quay là họp là chụp hình buổi sáng. Bây giờ hôm qua bà nội đi, hôm qua đổi lại mà mình không biết. Thôi vậy thôi, bây giờ gia đình đi ăn đi. Đi ăn đi làm gì đi. Đi ăn rồi trưa quay lại đi, trước đi lễ. Đi ăn gà không? Đi ăn phở đi. Ăn gà, phở gà Đa Cao á. Phở Đa Cao, để gà Thượng Hải á. Phở gà Thượng Hải hả? Mặc vết đi tới Thượng Hải ăn luôn. Đi vô Thượng Hải. Thì mẹ ông già áo vết đi. Đi mặc đồ vết, đi vô ăn gà. Đi vô cái tiệm nào mà đừng có hôi á.
nhà hàng mà bà nội kêu đi vô tiệm nào đừng có hôi. Thôi về nhà ăn mì đi. Nhà không hôi. Về nhà xịt dầu thơm vô ngồi ăn. Mặc đồ đẹp rồi mà vô nó hôi. Vô hôi. Thôi về nhà làm bánh mì đi kìa. Thì giờ đi ăn trước đi đâu sao đâu. Bây giờ tối lát nữa quay lại làm bánh mì. Rồi bây giờ mình tới cơm gà Thượng Hải nha các bạn. Mình ăn sáng, họ mở cửa 9 giờ, giờ là gần 10 giờ, mình vô mình ăn sáng nha. Cơm gà Thượng Hải ở đây. Nó có bán vịt nữa. Nào mà con... Rồi mỗi người 4 người ăn 4 món hả? Phở. Trời ơi, các Ngọc uống cà phê luôn hả? Ngon không? Cà phê Việt Nam ngon lắm á. Mẹ uống thử miếng nha. Trời. Hai đứa kia lôi như vậy sớm quá. Hai đứa kia không có chịu vô luôn ăn. Ngon ngoài xe rồi, ngon quá. Ngon không các Ngọc? 9 giờ sáng mà các bạn thấy sâm tụ không? Đây đây là toàn cảnh ở trong rồi các bạn. Cái này của mình là miếng nha, miếng măng gà. Của bà nội là cháo vịt gỏi bắp cải. Thì họ sẽ để cái tô cháo và lại huyết thôi. Còn cái dĩa gỏi ở bên này các bạn, cái gỏi vịt bắp cải để bắp chuối. Và gỏi vịt bắp chuối. Đó, đẹp quá chừng. Còn ở đây con bé Út con mình nó ăn phở. Mình không có bỏ hành ngò. Anh tài xế vẫn còn đang chờ phở hả anh? Anh ăn phở hả? Phở luôn. Tài xế chờ phở. Để ba mũi đây nè. Sáng. Em xin miếng giá. Ăn giá không? Giá rau răm. Lâu lắm rồi ăn dịch lắm. Mấy bữa dịch. Cũng lâu rồi không có ghé cái nhà hàng này. Giờ chín mới mất. Đó, bữa gà. Trời, cái dĩa gỏi ngon quá nè. Cho con ăn với, để qua đây nè. Ăn gỏi thôi, con không dám ăn vịt đâu. Này có gà với vịt mới không đánh lộn. Để bà lấy muỗng cho anh lộn. Sáng sớm mà đông quá hả? Mới sáng đó. Nè, đông người lắm á. Thấy không các bạn, nhìn sáng mà đông nha. Cái nhà hàng này mở cũng lâu lắm rồi. Cũng mấy tháng rồi mình không có ghé. Gần là vàng luôn. Wow, ngon quá các bạn ơi. Cái này họ làm măng này á, măng tươi đó các bạn. Chiều nên là mình mới tới. Chiều tới. Ôi cái này, nãy mình kêu lộn bún ăn vịt. Tính kêu bún ăn gà mà kêu lộn bún ăn vịt. Quên, đúng rồi, nãy nhớ có nói bún ăn vịt. Này bún ăn vịt. Mình hấp cái nước nha. Rồi khoai lạc mình bỏ cái mắm gừng vô cho nó đậm đà, mắm gừng vô nó thơm hơn. Vịt nó mềm lắm nè, lùng mềm lắm. Đây không? Chấm với mắm gừng nữa. Mắm gừng này hơi lỏng ha. Ở nhà mình mà làm mắm gừng là nó đặc hơn, đậm đà hơn. Đậm. Mắm gừng ở ngoài thường họ làm lỏng như nè. Lỏng quá. Nhúng nguyên cái thịt vịt vô luôn. Gừng này lỏng lắm, chấm nhiều lên. Coi bắp chuối nè, bắp chuối của bà nội. Mà măng cũng mềm, có huyết mà. Tô của cá Ngọc bự quá hả? Lát ăn phụ cho cá Ngọc đi. Tô của Ngọc bự, cá Ngọc ăn đâu hết. Để bà nội ăn. Bà nội ăn phụ phở cho cá Ngọc. Ăn nổi đâu. Mà ăn dài chập. Ủa, cá Ngọc uống gì vậy?
Ồ, bộ bà, ồ, miếng thí hả? Ngọc uống miếng thí. Ngon không? Miếng thí bộ bà. Rồi con ăn phở đi, tô phở này bự quá chừng nè. Hai cho con hai tô phở bằng nhau luôn. Ôi ăn kìa. Bình thường ăn nĩa không, ăn này cầm đũa không biết cầm kìa. Đó, à, rồi con thổi nè, con thổi rồi con bỏ vô miệng. À, con đừng để cao quá. Để thấp thấp thôi. Rồi con thổi con bỏ vô miệng. Con gắp thịt con ăn luôn. Cái mắt kiến kìa, nóng quá cái mắt kiến nó bị mờ. Bà nội ăn gần hết tô phở ra nè. Cháo. À, quên tô cháo. Rồi ăn cháo. Gần hết tô cháo. Cháo chứ không phải ăn phở. Rồi bà nội ăn gần hết tô tô cháo. Cháo này cũng ít dễ ăn. Ngọc ăn cũng được nè, thấy chưa? Ngọc tập cầm đũa đi, ăn bình thường ăn nĩa không à. Hôm nay là bà nội đãi nha. Bà nội nói hôm nay đi ăn, bà nội đãi. Giờ bà nội qua bà tính tiền. Bà nội tính tiền ăn hết rồi, giờ mình còn ngồi ăn. Vậy con nói chuyện với chú, con giúp con nói chuyện với ba con. Trời, với mẹ con. Đứng là múa nhảy con rồi. Với lại Thiên Đan với lại Tập. Nó muốn nghe nghe, nó cứ con hiểu mà con hiểu. Rồi, gia đình mình ăn xong bây giờ đi ra, ở ngoài trời mưa lớn lắm các bạn ơi. Mưa lớn dữ lắm nè. Ôi vậy sao ra được, ướt hết. Dạ, có dù. Dạ, mày lấy ly cà phê ra cho bác Di nha. Bật cái tóc lên đi, xong rồi đi về. Cái tóc nữa. Đây nè, con cầm ly cà phê ra nha. Ồ, mưa quá trời luôn. Mưa hả? Ra không? Trong đó có dù không? Không. Ướt hết. Dù hôm nay rồi. Ra tắm mưa nha. Cái Ngọc. Con gọi vô Duy ơi. Em gọi vô Duy nói là anh lắc cái con trước đi. Anh lắc cái xe trước mình vô. Hôm nay là dự báo thời tiết trời mưa. Mà bây giờ là bắt đầu mưa rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi về. Tới 1:30 mình sẽ lên nhà thờ để mà mình đi lễ nhà thờ. Đây là tiệm cơm gà Thượng Hải nha các bạn. Tiệm này ăn cũng ok lắm á. Ở đường Anton ở Northwest của Houston nha. Ăn thì nó không bằng cơm gà đa cao, phở gà đa cao. Nhưng mà ăn cũng ngon. Rồi bây giờ mình đi ra nè. Đó, mưa bớt lại rồi đó. Hồi nãy mưa lớn quá trời, vô ướt hết. Ướt hết tóc rồi nè. Mới ăn no. Giờ buồn ngủ nha, ăn no xong buồn ngủ. Bớt mưa lại chút xíu. Mình về nhà. Một hồi nữa, 2 tiếng sau thì mình sẽ đi lễ nhà thờ. Lúc 1:30 các bạn. Lễ 2 giờ nhưng mà nhà mình tới sớm 1:30. Bây giờ mình về để mà mình làm chút xíu việc. Mình cắt thịt nè, mình bỏ vô bánh mì cho bà nội. Để bà nội đem về Connecticut lại. Nội thích ăn bánh mì của mình làm. Bây giờ là 1 giờ rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đang trên đường mình đi xuống nhà thờ để dự lễ nè. Trời nó vẫn còn mưa âm u. Bà nội thay đồ rồi nè. Sáng bà nội bộ đồ màu nâu, giờ bà nội thay bộ đồ chấm bi rồi. Trời mưa nguyên một ngày luôn. Có người đi mô tô nữa. Ông nói chắc đi ông. Đâu có, người ta thích đeo vậy đó. Người ta thích đi mưa vậy đó.
mà gia đình chưa có chụp hình các bạn. Bữa đi đi họp á thì họ nói là buổi sáng đi chụp hình gia đình, mà hôm qua họ đổi lại rồi, hai vợ chồng không biết, sáng sớm đi nữa. Bây giờ thì mới đi sớm là đi tới trước lễ để gia đình có chụp hình gia đình. Bây giờ mọi người đang chụp ở ngoài nhà thờ, bây giờ mình mới trên đường mình đi thôi. Rồi mình tới nhà thờ, mà đối diện bên nhà thờ bên nhà nguyện á, đậu xe ở đây. Sau đó là mình sẽ đi vô chụp hình gia đình trước rồi mới đi qua đi lễ nha. Mọi người đi ra rồi đó, chụp hình xong ta đi ra rồi. Cái này nó chỗ trống nè. Trên này có cái chỗ mà. Rồi đi vô. Bà nội mặc đồ đẹp quá. Ủa, mẹ cầm cái giỏ gì mà giỏ giấy vậy? Lấy gì đem theo vậy? Đi qua chụp hình con. Ở trong đây nè. Ba đậu xe xong ba vô. Thì mình vô mình chờ mình chụp hình. Đó giờ ở trên trước mình chụp hình trước bé Amivi chơi chung với con gái mình. Chưa tới. Ảnh đang đậu xe ở ngoài. Ờ à, Ti hả? Ti có tới không? They want to take a whole family together. Được được mình. Dạ tại gia đình là hai gia đình thân. Một người qua đứng này, người qua đứng này. No, bé đứng gì đó tâm. Rồi, con suýt với lại đổi qua. Đúng rồi. Rồi. Khoan đã nhìn vào phone nhé. Nhìn vào máy trước đi ạ. Nhìn. Ok. Nhìn vào máy trước. 1, 2, 3. Rồi nhìn vào phone nha. Rồi mình chụp hình xong. Bây giờ mình ra ngoài mình chụp hình ở ngoài đi. Đi ra ngoài chụp ở ngoài. Bữa nào mình đi biển mình cũng đi. Chị nó nữa đi. Rồi, bây giờ mình đi qua bên đó mình chụp. Trời sáng rồi. Bữa nào đi biển. Chụp hết rồi, vậy là giờ nha em chụp thôi. Wow, bé nó cao quá trời cao luôn. Đây, mấy đứa em nó lên rồi. Bây giờ cho chụp hình luôn. Hả? Bà nội vô nữa kìa. Bà nội, hình nào cũng có bà nội á, lén chụp hình mà không có được với bà nội. Chơi cái chương trình con. Chụp ngang đi Bi. Rồi. Nếu ông không đủ rồi, thì chụp ngang không? Đủ. Đủ hết. Không đủ. 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 Bây giờ chuẩn bị đi qua bên nhà thờ, các bạn chụp hình xong rồi. Gia đình ông xã mình lái xe qua, mình đi bộ qua. Ở bên này là tượng đài Đức Mẹ, bên này chụp hình nãy giờ. Bây giờ là bên đây đối diện nè, nhà thờ ở bên này nè. Đó. 1:40 là mình phải có mặt để cho mấy đứa nhỏ nó sắp xếp, nó chỗ ngồi. Rồi 2 giờ là bắt đầu lễ. Cho nên bây giờ đi qua, đi bộ qua nha. Rồi chị Ly mới vừa gặp bà nội, giống như là bạn bè thân thiết mấy chục năm vậy đó. Được chưa? Yeah. Bà nội đẹp mà, bà nội dễ thương. Giờ mình vô nhà thờ luôn hả? Ở ngoài là thấy có bán đồ ăn nè. Đi nhà thờ ra có thể tới đây mua đồ ăn. Bây giờ mình đi vô nhà thờ luôn các bạn. Mình đi sớm để mình kiếm chỗ ngồi các bạn. Tại vì họ có để dành ghế riêng để cho cái người thêm sức với lại người đỡ đầu thôi. Mình thì phải, nếu mà đi sớm thì có ghế ngồi. Mình ngồi chờ khoảng 15-20 phút nữa mới tới lễ. Bà nội ngồi bên kia với bé Di. We do have professional photographers that are taking pictures. Therefore, please stay in your seat. Thank you. Người thêm sức và người đỡ đầu đang đứng lên để đứng chờ Đức Hồng Y làm phép thêm sức cho đứa những con của mình.
hôm qua là ngày thứ bảy, mọi người đi cả một ngày luôn để chuẩn bị những cái nghi thức này nè, để tập những nghi thức này. Bây giờ thì tới lượt con gái của mình nè. Bà nội thì đứng phía sau, đặt tay lên vai phải của đứa con của mình. Rồi Đức Hồng Y bắt đầu thêm sức. Sau khi làm phép xong thì cả hai sẽ quay về chỗ cũ. Người được thêm sức sẽ ngồi ở phía trước, còn người đối đầu sẽ ngồi ở phía sau. Còn bây giờ thì đến lượt con bé này là con của một chị làm chung với mình ở trong tiệm. Đến lượt con bé. Nghi thức thêm sức đã xong. Bây giờ tất cả những em học sinh được thêm sức ngày hôm nay sẽ lên chụp hình chung với lại Đức Hồng Y. Đông quá chừng luôn. Rồi lễ xong rồi bây giờ mình đi ra để mình kiếm đứa con mình để đi ra nè. Bà nội với nó đây. Đi chơi con. Cứ phải đi chụp hình với bạn. Trời, chụp hình đi với bạn rồi biết chừng nào mới xong. Nó nói đi chụp hình với bạn đó.
lật đật bỏ chạy kìa. Đông quá chừng đông luôn. Ra ngoài trời sáng. Ở phía trước họ có bán đồ ăn nè. Bán đồ ăn. Trời sáng rồi các bạn, hết mưa rồi. Mọi người đang ra đậu xe đông lắm nè. Bà nội đang ghé mua đồ ăn rồi. Ở phía trước nhà thờ có bán đồ ăn á. Bà nội ghé mua thấy có Linh Ti cũng đang xếp hàng để mua luôn. Vậy mà tưởng nó đi ăn lấy profit. Nó gọi 2 hours. Lễ tiêm sức của con mình đã xong rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Mình xin hẹn gặp lại mọi người ở những video kỳ sau nha. Ngồi bàn khác cho cô con. Ngọc. Điện thoại bàn khác cho cô chút xíu.